Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tủ thuốc gia đình xin tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Cephalexin 500mg. Đây là kháng sinh được sử dụng trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với cephalexin. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên cephalexin 500 chứa cephalexin 500mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc: thuốc cephalexin 500 được bào chế dưới dạng viên nang cứng. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc cephalexin được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Cephalexin là kháng sinh được sử dụng trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với cephalexin như nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm phế quản nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn xương khớp, vân vân. Nhiễm khuẩn tai mũi họng, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm họng, viêm xương chẩm, nhiễm khuẩn đường tiết niệu sinh dục, viêm tuyến tiền liệt cấp tính, viêm bàng quang. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát, nhiễm khuẩn sản phụ khoa, bệnh lậu. Dùng thay thế penicillin cho bệnh nhân bệnh tim phải điều trị răng. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, người bệnh mẫn cảm với nhóm kháng sinh cephalosporin và sốc phản vệ với kháng sinh penicillin. Thận trọng khi dùng thuốc này cho bệnh nhân suy thận, suy gan, phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự rất cần thiết hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc cephalexin có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau: buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, nổi phát ban, mề đay, ngứa, tăng bạch cầu, ưa, eo xin, đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, lo âu, lú lẫn, ảo giác, vân vân. Sốc phản vệ, phù, viêm gan, hoại tử biểu bì nhiễm độc, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng giả mạc, vàng da, ứ mật, ngứa bộ phận sinh dục, viêm âm đạo, viêm thận kẽ, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: thuốc cephalexin được dùng qua đường uống, uống trước bữa ăn ít nhất 1 giờ hoặc sau bữa ăn ít nhất là 2 giờ. Liều dùng: người lớn và trẻ em trên 15 tuổi, tùy theo mức độ trầm trọng của bệnh, uống liều 250-500mg nhân 4 lần trên ngày, liều tối đa 4g trên ngày. Viêm họng: viêm Abidan uống 500mg nhân cho 2 lần trên ngày, uống liên tục 5-10 ngày. Nhiễm khuẩn xương khớp uống 250mg nhân cho 4 lần trên ngày hoặc 500mg nhân cho 2 lần trên ngày, uống 5-10 ngày. Nhiễm khuẩn đường hô hấp, da, cấu trúc da, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang không biến chứng, dùng 250mg nhân cho 4 lần trên ngày hoặc 500mg nhân cho 2 lần trên ngày, điều trị từ 7-14 ngày. Liều dùng đối với trẻ em trên 1 tuổi: uống liều thông thường 25-60mg trên ký trên ngày, chia thành 3-4 lần trên ngày, liều tối đa 4g trên ngày.
trẻ em viêm họng, viêm tai giữa, viêm amidan, nhiễm khuẩn da và cấu trúc da uống 25-60mg trên ký trên ngày, chia thành 2-3 lần uống, thời gian điều trị từ 5-10 ngày. Đối với bệnh nhân suy thận, độ thanh thải creatinin lớn hơn 40ml trên phút không cần giảm liều. Độ thanh thải creatinin nhỏ hơn 40ml trên phút liều đầu tiên bằng liều thông thường, sau đó hiệu chỉnh dựa vào mức độ thanh thải creatinin cụ thể. Lưu ý cần thiết, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc này hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.